Linh lực từ đời sống cầu nguyện, chương 8. Tấm gương của những người cầu nguyện. Cầu nguyện chính là năng lực cao hơn hết mà tâm trí loài người có thể thực hiện. Cầu nguyện nghĩa là tập trung tất cả khả năng. Phần lớn những người ham mến thế gian và những học giả hoàn toàn không thể cầu nguyện. Samuel Taylor Coleridge. Giám mục Wilson nói rằng, trong cuốn nhật ký của Martin, những điểm đầu tiên đánh mạnh vào trí óc tôi là tinh thần cầu nguyện. Khoảng thời giờ ông biệt riêng và lòng sốt sắng, ông đem vào phận sự ấy. Ông Bason thường quỳ gối rất lâu trên sàn gỗ cứng, đến nỗi sàn lõm xuống. Người viết tiểu sử của ông chép, tinh thần cầu nguyện không thôi của ông trong mọi hoàn cảnh là điểm đáng chú ý nhất trong tiểu sử cuộc đời ông, và nêu gương cho tất cả những ai muốn bắt chước ông phải thực hiện. Chắc chắn phần lớn sự thành công rực rỡ và gần như không dứt của ông là do sự cầu nguyện sốt sắng bền đổ. Có lần hầu tước Derenti, người đặt đấn rít là quý báu hơn hết của đời mình, dặn người giúp việc gọi ông sau nửa giờ cầu nguyện thông công với Đức Chúa Trời. Và khi người giúp việc nhìn qua một khe hở, thấy mặt ông hiện rõ sự thánh khiết cao siêu, đến nỗi anh không muốn gọi ông. Môi ông mấp máy, nhưng ông hoàn toàn yên lặng. Anh chờ đợi cho đến hết ba cái nửa giờ, một tiếng rưỡi trôi qua, rồi gọi ông. Bấy giờ ông đứng dậy và nói, nửa giờ thật quá ngắn ngủi để thông công với Đấng Christ. Ông Renner nói rằng, tôi thích ở một mình trong liều tranh vì tại đó tôi có thể dành nhiều thì giờ cầu nguyện. Ông William Rockwell, nổi tiếng trong lịch sử Hội Thánh Giám Lý vì có một đời sống thánh khiết, được thành công lạ lùng khi giảng dạy và được Đức Chúa Trời đáp lời cầu nguyện một cách diệu kỳ. Mỗi lần ông cầu nguyện suốt mấy giờ, ông đi truyền giáo lưu hành như một ngọn lửa, lửa bùng cháy trong thì giờ ông cầu nguyện. Khi ở nơi vắng vẻ, ông thường cầu nguyện một mạch 4 giờ đồng hồ. Hằng ngày, giám mục Andrew biệt riêng 5 giờ đồng hồ tốt nhất để cầu nguyện và thờ phượng Chúa. Huân tước Henry Havelock luôn biệt riêng 2 giờ đầu tiên mỗi ngày để ở riêng với Đức Chúa Trời. Nếu phải tập trung quân đội lúc 6 giờ sáng, ông thức dậy lúc 4 giờ. Bá tước Kairos luôn thức dậy lúc 6 giờ sáng để bảo đảm có 1 giờ rưỡi mà nghiên cứu kinh thánh và cầu nguyện. Sau đó lúc 8 giờ kém 15, ông nhóm họp gia đình lễ bái. Sự thành công của tiến sĩ Judson trong khi cầu nguyện là do ông biệt riêng nhiều giờ cầu nguyện. Về điểm này ông nói, nếu được hãy sắp đặt công việc hầu cho có thể thoải mái biệt riêng 2-3 giờ mỗi ngày hoặc hơn nữa, chẳng những để hành đạo, song cũng để cầu nguyện kính nhiệm và thông công với Đức Chúa Trời. Mỗi ngày 7 lần, hãy cố gắng tạm gác công việc và bạn bè, lui vào nơi riêng tư mà hướng linh hồn về Đức Chúa Trời. Hãy bắt đầu một ngày bằng việc thức dậy sau nửa đêm và để ít thì giờ cho công việc thiêng liêng này giữa sự yên lặng và tối tăm của canh khuya. Cũng hãy làm công việc ấy lúc trời mới hừng đông, lúc 9 giờ sáng, 12 giờ trưa, 3 và 6 giờ chiều, 9 giờ tối. Hãy quyết định thực hiện như vậy vì cớ Chúa. Hãy hy sinh mọi sự có thể hy sinh để giữ theo thông lệ ấy. Hãy nghĩ rằng thì giờ của bạn ngắn ngủi và không nên để công việc bạn bè cướp mất Đức Chúa Trời của mình. Chúng ta nói rằng không thể được, đó là những lời khuyên cuồng tín. Nhưng tiến sĩ Judson đã đem ảnh hưởng của Đấng Christ đến một đế quốc, đã đặt nền tảng nước Đức Chúa Trời bằng đá hoa cương bất diệt ở trung tâm nước Miến Điện. Ông đã thành công và là một trong số ít người đã gieo rắc ảnh hưởng mạnh mẽ của Đấng Christ trên thế giới. Nhiều người có khả năng thiên phú và học vấn trỗi hơn ông, nhưng đều không có ảnh hưởng lớn lao như vậy. Công việc truyền giáo của họ ví như bước chân trên bãi cát, nhưng ông Judson đã ghi khắc công việc của mình trên đá cứng. Bí quyết làm cho công tác truyền giáo sâu nhiệm và bền vững chính là vì ông đã biệt riêng nhiều thì giờ cầu nguyện. Ông dùng lời cầu nguyện mà nung sắc đỏ lên,
Và Đức Chúa Trời đã tô điểm bằng quyền phép bền vững với quyền năng của Ngài mà nắng hình sắc ấy. Nếu không chuyên cần cầu nguyện thì chẳng ai làm được công việc lớn lao bền vững cho Đức Chúa Trời. Và nếu không biệt riêng nhiều thì giờ cầu nguyện thì chẳng ai trở nên người chuyên cần cầu nguyện được. Có phải cầu nguyện chỉ là làm theo thói quen một cách buồn tẻ và máy móc chăng? Chỉ là một tiểu tiết trong việc hành lễ mà chúng ta được dạy để làm theo cho đến khi sự nhàm chán, ngắn ngủi và nông cạn của nó trở thành những yếu tố chính. Có thật cầu nguyện chẳng khác gì sự không ổn định về cảm tính khi trút đổ những uể oải suốt những phút hay hàng giờ thanh thản trong sự mơ màng như người ta đã ví von chăng? Ông Canon Liddon nói tiếp: hãy để những người đã cầu nguyện thật trả lời. Họ thường viện dẫn vị tộc trưởng Jacob để mô tả sự cầu nguyện là vật lộn với một quyền lực vô hình cho đến đêm khuya, thậm chí đến lúc hừng đông mà không hề hiếm thấy trong cuộc đời sốt sắng. Có khi họ viện dẫn sứ đồ Phaolô mà giải luận sự cầu thai thông thường là một nỗ lực đáng kể mang tính phối hợp. Khi cầu nguyện, họ nhìn xem đấng cầu thai vĩ đại trong vườn Gethsemane, nhìn những giọt máu rơi xuống đất trong cơn đau thương thống thiết vì cam chịu và hy sinh. Khẩn xin là yếu tố quan trọng của sự cầu nguyện có kết quả. Khẩn xin không có nghĩa là mơ mộng mà là công việc cố gắng bền bỉ. Đặc biệt là chính bởi sự cầu nguyện mà nước thiên đàng bị hãm ép và kẻ hãm ép đó choáng lấy. Matthew đoạn 11 câu 12. Cố giám mục Hamilton nói: chẳng ai có thể được kết quả nhiều trong sự cầu nguyện nếu thoạt tiên không coi sự cầu nguyện là một công việc mình phải sẵn sàng để làm trọn và phải bền đổ để đeo đuổi với tất cả sự sốt sắng mà ta sẵn có khi xem xét những vấn đề mình cho là vừa hào hứng hơn hết, vừa cần thiết hơn hết.